Chào các bạn, trong phần này iHelp Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Bank Plus của Viettel. Thì các bạn thấy khi mở ứng dụng ra, chúng ta đã đăng nhập thành công rồi. Thì lập tức hệ thống sẽ tự nhận diện ra ngân hàng mà các bạn đang đăng ký dịch vụ. Ở đây là mình đang sử dụng MBank. Thì bạn chọn vào đây để kiểm tra số dư tài khoản. Như đây tra cứu số dư ạ. Bạn nhập vào, sau đó nhập mã PIN của Bank Plus và bấm xác nhận. Như vậy là có thể kiểm tra, đồng thời cũng sẽ có tin nhắn thông báo trả về. Ở dưới có tra cứu biến động số dư là các giao dịch gần đây ạ. Tiếp theo ở dưới có mục chuyển tiền, rồi tiết kiệm, cước viễn thông, hóa đơn. Mình nghĩ những bạn nào đã dùng Bank Plus và sử dụng qua thao tác bấm sao 123 đều rất quen thuộc với những mục này. Tuy nhiên ứng dụng khác ở chỗ là giao diện trực quan hơn và chúng ta dễ sử dụng hơn ạ. Đây là phần dịch vụ. Tiếp theo nữa phần mua thì chúng ta thấy có mục mua thẻ cào, mua thẻ game cũng được tích hợp vào đây ạ. Thì các bạn chọn mệnh giá, rồi lại thẻ cào của nhà mạng. Rồi tiếp đến các bạn cũng sẽ nhập số PIN vào đây và thực hiện giao dịch. Mình thấy những thao tác này khi các bạn đã tải ứng dụng về rồi nhìn thấy là các bạn có thể sử dụng được ngay ạ. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ iHep Channel. Xin chào các bạn.